Thầy thân ái chào tất cả các em học sinh khối lớp 1 thân mến. Hôm nay thầy và trò chúng ta sẽ học bài 3 Động tác bụng trong bài thể dục phát triển chung của khối lớp 1. Mục tiêu của bài học hôm nay, thầy yêu cầu các em thực hiện cơ bản đúng động tác bụng. Các em thân mến, trong giờ học giáo dục thể chất, các em phải mặc trang phục thể thao, mang giày thể thao hoặc giày sandal, tập luyện nghiêm túc và cố gắng hoàn thành bài tập nhé. Bây giờ, thầy và các em cùng tập luyện thôi nào. Và bây giờ, thầy và các bạn chúng ta cùng khởi động. Thầy lưu ý với các bạn là khi thực hiện các động tác, các bạn thực hiện bên trái trước nha các bạn. Rồi, hai tay chống mông, gập cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay quay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cuối hẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cuối rộng. Từng người vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cổ tay vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gập duỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để cho tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, để cho tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bài khởi động của chúng ta đến đây là hết. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về động tác bụng của bài thể dục phát triển chung của khối lớp 1. Nhịp 1, các bạn bước chân trái sang ngang đọc bằng vai, đồng thời hai tay đưa vào trước, vỗ vào nhau. Nhịp 2, chúng ta cong người và chúng ta vỗ xuống dưới. Nhịp 3, chúng ta đưa hai tay ra ngang, đồng tay ngửa. Nhịp 4, chúng ta thu tay trái ngược. Nhịp 5, 6, 7, 8 cũng giống như thế, nhưng chúng ta đổi bên. 5,
và bước chân phải sang ngang đầu vai, đồng thời gỗ hai tay về trước. Nhịp 6 chúng ta gỗ hai tay xuống dưới hơn người. Nhịp 7 chúng ta sang ngang, ngang vai đồng tay ngửa. Nhịp 8 bước chân phải về. Và vừa rồi thầy đã hướng dẫn kỹ thuật tập luyện động tác bụng của bài thể dục phát triển chung của khối lớp 1. Thầy mong rằng các em thực hiện tốt cái động tác này. Và bây giờ thầy và chúng ta cùng tập luyện động tác bụng của bài thể dục phát triển chung của khối lớp 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 và thầy mong rằng các bạn tập luyện tốt ở động tác tuần này. 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta chuyển sang động tác thứ hai, động tác lường sang bên trái trước nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi lường sang bên phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta kèm đơn kèm bên trái trước nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ta gặp thân sát xuống đó cho thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ta tiếp theo một tắc dưới chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mở gương. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bài thả lỏng chúng ta đến đây đã hết. Thầy xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học hôm sau.